Wow. Hello, xin chào anh em nhá. Hôm nay mình có một chiếc động cơ mình mới mua được ở trên Lazada này. Đợt flash sale ấy, mình mua con này với giá là gần 900.000 đồng. Thì không biết là giá hiện tại bây giờ mình nghĩ nó cũng sẽ lên ấy, khoảng tầm 1 triệu đến 1 triệu mốt gì đấy. Thì link mua cái này trên Lazada mình để trong phần mô tả nha, các bạn có thể vào đấy các bạn xem. Hôm nay mình sẽ test thử cho bạn xem về cái động cơ này nhá. Cái động cơ này thì mình thấy khá là rẻ các bạn ạ. Đây, cho các bạn xem này. Phụ kiện đi kèm gồm một cái này là cái đai buli các bạn ạ. Đó, dùng để kéo cái gì đấy. Và một cái dùng để mở buri nhá. Một cái ốc để siết lại này. Ở đây mình thấy cái động cơ này nó khá là rẻ, trên là Lazada đợt đấy mình mua gần 900.000 đồng. À, không biết hôm nay là mùng 3 tháng 3 trên Lazada thì nó có giảm giá hay không thì các bạn cứ vào các bạn xem nhé. Nếu mà giảm giá thì có thể mua được những cái giá nó rẻ như thế này. Ở đây thì con này thì nó đây là của hãng Honda, nhưng mà thực chất thì mình nghĩ là không phải của Honda đâu các bạn ạ. Cái này thì mình nghĩ là của máy tàu thôi. Với những cái động cơ mà nó rẻ rẻ thế này thì các bạn mua về để chế thuyền này, hoặc là để chế máy phát điện, hoặc là những cái gì đấy. Và cái động cơ này thì nó là mới 100% nhá. Cái này thì được đóng ở trong cái thùng nhưng mà to quá nên mình bê ra luôn. Rồi thì trên cái động cơ này thì nó sẽ có một cái trục. Wow, cái trục này mình cũng không biết là cái trục bao nhiêu này, mà nó khá là to quá ạ. Mình không có cái thước đây mình kẹp. Cái này thì quản bỏ cái chỗ này vào này. Đó, còn vào đây nhá. Dùng để kéo máy phát điện, hoặc là kéo thuyền, hoặc là chế thuyền gì đấy, hoặc là chế xe cũng được. Con này là động cơ 4 thì có má là GX200. Và trên đây thì mình thấy, ví dụ như chỗ này các bạn này, thì ở đây mình thấy nó vẫn ghi là Made in Japan luôn. Nhưng mà không biết là có phải không, mình nghĩ là không phải đâu các bạn ạ. Chỗ này là củ máy này, và cái ống xả nó bé tí các bạn ạ. Ống xả này thì cực kỳ nóng đấy, nếu mà nó bé thế này. Bên đây lọc gió này, bình xăng này. Chỗ này là dây giật để nổ máy này. Và đây là công tắc on off để tắt bật máy này. Ở đây chính là cái đổ nhớt vào nhá. Thì lúc các bạn mua về ấy, hai cái chỗ đổ nhớt này thì nó thông nhau. Thì các bạn đổ nhớt vào chỗ này nhá, phải đổ nhớt vào đây. Nếu như mà các bạn không đổ nhớt vào đây ấy, thì nó sẽ bị bó biên ngay luôn và động cơ nó sẽ bị hỏng. Các bạn lưu ý là mua cái động cơ này về phải kiểm tra cái phần nhớt này nhá và đổ nhớt vào. Ở đây mình sẽ điểm qua một vài vòng rồi mình sẽ test thử các bạn xem nhá. À, bên đây thì nó sẽ có là tốc độ nhanh chậm ở chỗ này. Đấy, chỗ này là chỗ nhanh chậm này. Dưới này là khóa xăng và gió nhá. Dưới cùng này này, dưới này là khóa xăng này, ở thứ hai này là gió này. Đó, các bạn có thể kéo gió về này, mở gió ra này. Đó, tắt bật khóa xăng ở chỗ này này. Ok, thì tóm tắt cái động cơ này mình review nhanh về cho các bạn xem qua ngoài quan của chiếc động cơ này. Bây giờ mình sẽ test thử các bạn xem nhá. Xăng cái này các bạn cứ đổ xăng bình thường vào là có thể chạy được. Tại vì đây là cái động cơ 4 kỳ mà, nó không phải là 2 kỳ. Đây là các bạn rất là dễ dàng sử dụng, cũng như là cái giật nổ ấy thì rất là nhảy nhá. Giật nổ cái này thì cũng dễ các bạn ạ. Một phá là giật được luôn. Thì các bạn kéo hết cái này về này. Đó, đóng gió này, mở xăng ra nhé. Thì các bạn bật chỗ on lên đấy. Ở bên đây thì sẽ có một công tắc on off này. Các bạn nhớ bật về on nhá. Đó. Mình phải kê cái này lên các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ giật nổ các bạn xem nhá. Đó. Rất là nhảy luôn các bạn ạ. Ok, thì sau khi mình đã test thử xong cái động cơ 4 thì này, thì mình thấy con này được cái là giật rất là dễ nổ quá ạ. Nói chung là cái động cơ 4 thì giật nó cực kỳ dễ nổ luôn so với cái động cơ 2 thì. Nếu mà các bạn sử dụng theo thời gian ấy, động cơ 2 thì rất là khó nổ.
Nhưng mà ở cái dòng 4 thì này thì nó giật là cực kỳ dễ nổ rồi. À mình có một cái lưu ý mà các bạn khi mua về hồi nãy thì mình cũng bị mắc phải các bạn ạ. Đó là các bạn khi giật nổ này, ví dụ như là đâu nhỉ? Đó, ví dụ như là cái phần ga gió hay là xăng này này, nếu như các bạn giật không bị nổ hoặc là bị nổ chập chờn ấy thì các bạn kiểm tra lại cái phần bên này nhá. Đây này. Đó, cái phần công tắc on off này các bạn ạ. Vì cái chỗ này thì hồi nãy mình bị lỏng con ốc ở chỗ này nên là nó không đảm bảo và gây ra cái tình trạng máy vừa giật khó nổ này. Thứ hai nữa là nó nổ kiểu không ổn định ấy. Thì các bạn mua về còn kiểm tra phần này nhá. Cái chỗ con ốc mà vặn cái điểm dây màu vàng này thì các bạn vặn cho thật chặt vào này. Đó thì nó chỉ có như vậy thôi. À có một điều nữa là đấy là cái ống xả này các bạn ạ. Cái ống xả này thì nó cực kỳ nóng luôn, tại vì nó rất là bé. Và khi mình nổ được một thời gian dài dài ấy thì mình thấy hiện tượng bốc khói ở cái chỗ ống xả này này, là do cái sơn của cái ống xả này nó không chịu được cái nhiệt độ cao ấy thì nó sẽ bị bốc khói lên. Nhưng mà ở đây thì mình vẫn chưa thấy cái hiện tượng là bị bong tróc hay là bị cháy sơn nhá. Mình chỉ thấy là nó bốc khói lên thôi, chứ còn cháy sơn thì mình chưa thấy các bạn ạ. Về với cái mức tiêu hao nhiên liệu thì mình vẫn chưa test thử được, tại vì hôm nào mình chế một cái xe gì đấy hoặc là mình chế máy phát điện ấy, thì mình mới test thử được về cái mức tiêu hao nhiên liệu của nó. Ở video này mình chỉ test thử về cái khả năng vận hành của cái động cơ này, cũng như là xem cái chất lượng về cái động cơ này thôi. Cái động cơ này nó sử dụng ga tự động kèm theo cả chỉnh tay nhá. Ví dụ như bên này này, các bạn có thể chỉnh tốc độ nhanh chậm ở đây. Nhưng mà khi mà các bạn tải năng ấy thì cái ga tự động nó sẽ tự động kéo lên để bù lại cái vòng tua nó ổn định nhất, để giúp các bạn chế máy phát điện này hoặc là các bạn chế máy bơm nước chẳng hạn thì nó sẽ cái vòng tua nó sẽ ổn định nhất có thể. Đó thì video này mình chỉ mở hộp cũng như là test nhanh các bạn về cái động cơ này thôi. Còn bung ra thì cái này mình không bung nhá, mình không có chuyên môn về kỹ thuật về máy móc như thế này. Bung ra rồi mình không lắp ráp được lại đâu các bạn ạ. Thì về đánh giá cá nhân của mình ấy, với cái mức giá tiền mình mua, nếu như giá tiền hiện tại bây giờ các bạn mua ấy thì nó chỉ rơi khoảng tầm 1 triệu đến 1 triệu mấy thôi, thì mình thấy cái động cơ này nó khá là rẻ. Các bạn mua về để chế máy bơm này, chế máy phát điện này, hoặc là các bạn chế xe hay là chế thuyền thì mình thấy nó khá là phù hợp để các bạn chế một cái máy nào đấy. Cũng như là cái giá tiền thì nó sẽ rẻ để các bạn đam mê thôi. Máy này thì vẫn là máy tàu các bạn, chứ không phải là máy chính hãng của Honda đâu. Nếu như mà các bạn biết sử dụng thì nó vẫn bền thôi. Đó thì đó là những cái đánh giá cá nhân của mình về khi trải nghiệm cái dòng máy này nhá. Ở đây thì mình mới chỉ trải nghiệm mới chỉ được một ngày thôi, nên là mình không có cái đánh giá gì nhiều về cái máy này. Để sau này mình chế những cái máy phát điện hay là những cái máy móc nào đấy thì mình sẽ có cái cảm nhận riêng sau. Còn link mua cái này trên Lazada thì mình để trong phần mô tả nhá. Hôm nay Lazada mùng 3 tháng 3 ấy thì được khuyến mãi rất là nhiều. Không biết là có cái voucher nào hay không. Nếu mà mình săn được một vài cái voucher giảm giá ấy thì mình cũng để trong phần mô tả luôn. Các bạn tranh thủ ấn cái mã voucher vào thì sẽ mua được những cái sản phẩm nó giá cực kỳ rẻ luôn ở trong cái ngày này. Đấy là mình xem mà hôm nay có hay không nhá. Nếu mà có thì mình sẽ bỏ trong video. Ok, thì còn bây giờ các bạn muốn mình mở hộp hay là trải nghiệm những cái máy móc nào thì các bạn cứ comment ở bên dưới video nhé. Và đừng quên là đăng ký kênh GVTV, cũng kênh chế đồng hồ mình nha. Chào các bạn.